Xin chào tất cả các anh các chú ạ. Hôm nay em mới về được một đống tấm phím này, em quay video đây giới thiệu cho tất cả mọi người. Ai có nhu cầu mua hàng có thể nhắn tin hoặc gọi điện trực tiếp cho em theo số điện thoại Shop Long Hợi 0975275636. Địa chỉ của em ở thôn Hà Vĩ, xã Đê Lợi, huyện Thường Tín, Hà Nội, có ship hàng toàn quốc ạ. Đây, chỗ này chắc tầm 100 tấm đấy ạ. 100 tấm luôn. Nó có một loại kích thước thôi nhá. Mà một chiều của nó, chiều dài của nó sẽ là 72. Đây ạ. Chiều dài của nó là 72. Còn chiều rộng của nó là 47. Và độ dày của nó sẽ là 1 cm. Độ dày sẽ là 1 cm. Hàng này là hàng tháo, hàng đã qua sử dụng nhưng mà còn rất là mới đẹp này. Một mặt của nó sẽ có các cái lỗ nhỏ như này. Còn một mặt bên này thì nó sẽ phẳng như này nhá. Hàng dày dặn chắc chắn này, rất là cứng cáp luôn, không có bể vỡ gì. Các bác có thể mua về để chế rất là nhiều thứ này. Làm ván các thứ cũng rất là ok. Hàng phẳng đẹp này, không cong vênh, không có đứt vỡ gì đâu ạ. Cái này thì em bán giá là 200 ngàn một tấm. Ship ý, thì tiền ship một tấm là 30 ngàn. Còn bác nào mà mua 2 tấm thì tiền ship sẽ là 50 ngàn. Bác nào mua nhiều thì bên em sẽ có giảm giá chút nhá. Đây ạ, tất cả một chồng này đều là cùng một kích thước luôn ạ. Loại này là 200 ngàn một tấm nhá. Lưu ý giúp em này, không phải là hai mặt của nó đều sẽ phẳng như này nhá. Nó phẳng nhưng mà một mặt nó sẽ có phẳng đẹp như này, còn một mặt thì bên này nó sẽ có các cái lỗ li ti như này một chút nhá. Các bác có nhu cầu mua thì một tấm bên em cũng có ship hàng. Hàng này thì em không có miễn ship, bác nào mua nhiều thì hỗ trợ giảm giá một chút thôi, không có miễn ship nhá. Ship toàn quốc ạ, hàng này em ship toàn quốc. Một tấm thì 200 ngàn, ship là 30 ngàn giúp em. Tiền ship rất là ok đấy ạ. Rồi bác nào có nhu cầu mua thì có thể nhắn tin hoặc gọi điện. Bác nào có Zalo thì mình có thể vào trong Zalo đặt hàng. Còn không thì cứ đặt hàng trong phần tin nhắn là được ạ. Rồi em xin kết thúc video ở đây. Hẹn tất cả các anh các chú ở những video tiếp theo. Mọi người xem video thì cho em xin nút like, nút đăng ký kênh để luôn theo dõi được những video mới nhất bên em đăng lên kênh mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở những video tiếp theo ạ.